Xin chào cả nhà. Ngày mới chúc cả nhà thật nhiều sức khỏe cả nhà. Ông ngoại Phú Quý có khởi công làm cái máy bên hông nhà lớn cả nhà. Thì vật tư thì người ta lên hồi hôm qua. Sắt đầu thì thầy thợ người ta cũng mới làm nè cả nhà. Mới dỡ nhà sáng luôn. Sáng mình làm lu bu quá mình không có quay cho cả nhà xem được ha. Thì giờ này thì thợ cũng đang nghỉ trưa, thì mình cũng rảnh nè, mình cũng phụ cho mấy ông thợ, thì mình cũng rảnh giờ trưa nè, mình quay cho cả nhà xem ha. Rồi chút nữa đầu giờ chiều á thợ vô làm thì mình cũng dẫn quay cho cả nhà xem luôn nha. Sáng giờ mình với anh Tư đang làm sắt, thì lu bu quá mình không có quay được. Đâm cái máy hiên bên hông nè cả nhà, đâm ra đây để đám tiệc rồi cho nó mát, khỏi mướn gạp rồi ha. Đồng giữa đồng rồi. Cái đó là cây sắt trong cái hậu chứ đó. Mày cái sắt đâu á? Cái sắt đâu? Tại chỗ đó là mua có đủ chưa hả? Chỗ để chỗ kiến thành à. Kiến thành nó thành kiến. Bây giờ này thợ mấy ông thợ cũng lại chuẩn bị làm cả nhà. Mấy ông đang đo tỷ lệ che đang lấy tâm á. Đang đổ mấy cây cột ở sau nữa. Giờ trời gió lên mát quá cả nhà, cả nhà không biết có mưa không nữa nè. Thank you.
đây là dưỡng Úc cả nhà. Giờ dưỡng Úc đang tháo cái chui điện để tháo cái vách nhà luôn. Lên giờ mình lên nóc nhà mình và phụ tiếp anh hai dở mấy cái tôn với đồng tay ra cả nhà. Ghê quá. Em tháo cho. Đây đây. Đồng tay yếu lắm à. Bỏ vô bọc ha. Dạ. Giờ đang trên nóc nhà cả nhà. Quá trời cao luôn. Xung quanh thì vuông tôm không ha. Cả nhà xem kênh ủng hộ mình một đăng ký kênh cũng như giờ một like một chia sẻ cả nhà. Trứng chim cả nhà ơi. Quá trời trứng chim rồi nè. Chim này chim gì đây không biết nữa. Con này nè. Giờ lao rồi đó hả? Không có lấy nhắc nó nghe. Nhắc nó còn khăn chạy. Nó ừ, cái đó nghe. Ừ, biết đó. Cái chán cái gì? Đóng rồi, cái chiều lên hết chán. Cái gì? Có 17 thôi. Biết rồi, đóng hết chán. Yeah.
sợ là có ai có thằng nào lòng hồ phụ thầu xem vô đây rồi đóng mướn cho. Đó, cái đó là ông chủ thầu cả nhà ơi. Đó, ông ngồi đó là ông chủ thầu đó nha. Lấy các bạn cái lửa đen chưa? Còn ông đứng áo xanh xanh là thợ chính luôn. Còn ông áo đỏ này nè, ai sai gì làm đó nè. Lính, lính. Làm mấy cái dưới dạ nè. Con chú giật mình hả? Thank you.
đóng hộ với sao đóng xuống đâu. Còn rồi có ba thằng nghịch mắc cỡ chết mẹ. Gỏi bắp chuối đây cả nhà ơi, bắp chuối nha, giá rồi củ cải đỏ, củ hành. Bây giờ mình sẽ rưới cái nước sốt lên để mình trộn cho nó thấm nha. Trong thời gian chờ cho cái phần gỏi nó thấm thì mình sẽ chế gà nha. Gà này mình luộc để cúng khởi công hồi sáng sớm á, bây giờ thấy nó cũng nguội rồi mình xé ra. Gà này là gà vườn nè, cả nhà thấy không, cái nè, cái xớ thịt của nó đây nè, cái ớt nó chì cui luôn á. Mình xé mà mình cảm nhận được cái sự, cái độ dai của nó luôn á. Bữa nay mấy dượng với mấy chú được ăn ngon bữa cả nhà ơi. Mình thấy có gà luộc nè, cái mình sẵn mình lấy cái nước gà luộc á, mình nấu nồi cháo nữa. Gỏi của mình thấm rồi nè cả nhà, nó xèo xuống rồi nè. Mình có cho thêm ít lá quế nữa. Rồi bây giờ chuẩn bị dọn cơm thôi. Gấp gỏi ra dĩa đi, mình sẽ cho gà lên trên chung với cái dĩa gỏi của mình luôn. Dạ con có bỏ rồi. Nồi cháo cũng vừa chín luôn cả nhà. Mình cho hành ngò vô luôn nè.
mần mệt mà chiều có miếng cháo hấp ngon lắm nha. Bữa nay mình có kho thêm món thịt kho mặn á cả nhà. Mình sẽ chờ cho nó sắc xuống một xíu rồi cái mình múc ra luôn. Rồi đây là cái nồi khổ qua hầm của mình nè. Mình hầm chín này. Mình bữa nay mình hầm một cái nồi khổ qua là siêu to luôn ha. Mình sẽ múc ra để dặn cơm nè. Cái nồi khổ qua này hồi sáng á, là mình hầm là 4 trái dừa tươi á cả nhà. Mình hầm bằng nước dừa tươi á, nên nó rất là thơm và ngọt luôn. Thịt kho sắc rồi cả nhà, múc ra rồi dọn cơm ăn thôi. Cái màu nó vừa đẹp luôn ha. Rồi dọn cơm xong rồi anh ơi, kêu ba với mấy chú vô ăn cơm được rồi đó. Bây giờ chờ chờ anh Tư hả? Ừ, đó cho đi về cái này vô. Quay ông chú không cho quay ha, để chỉnh camera ngay hướng ông chú hoài luôn. Làm trái bỏ anh Vũ sách đâu bỏ anh về mà đâu có máy quay nữa kìa đâu không mượn chút coi trời mới nó xịn nữa không trong ghế không biết xài cái chừng đó em quá ha chừng đó giận dữ luôn anh như vậy rồi làm như thịt ống độc á. Mày có cái tám còn đá lưỡi giá không gần gắn cũng nữa mày. Nói làm nhà để làm má thì tá đã từ đâu rồi đã biết rồi đâu đó mấy cái máy luôn á nó dục quá hết rồi đồ đã nhà của ông ngoại thì khởi công mà sáng giờ cả nhà sáng giờ cưa đổ cũng được 4 cây cây cột này nè đó. Sáng giờ đổ được 4 cây cột với tháo cái nhà sau cả nhà thì ăn cơm xong thầy thợ người ta cũng về ha. Thì video của mình cũng xin tạm dừng tại đây nha cả nhà. Cả nhà xem kênh thấy video của mình làm về cuộc sống thấy hay á. Thì cả nhà ủng hộ cho mình một đăng ký kênh cũng như một like và một chia sẻ nha. Mình xin hẹn gặp lại cả nhà ở video tiếp theo nha. Bye bye cả nhà nha.